Kính chào khán giả Người Việt TV, tôi hiện đang ngồi tại văn phòng giáo phận Orange County và bên cạnh tôi là Linh Mục Việt Peter Hồ, Giám đốc văn phòng giáo luật của giáo phận Orange, đồng thời phụ tá tư pháp cho văn phòng. Chắc quý vị biết ngày hôm thứ Ba, 8 tây tháng 9, Đức Giáo Hoàng Francis đã đưa ra gọi là hai cái thông điệp, trong đó yêu cầu đơn giản hóa cái thủ tục tiêu hôn của người Công giáo, những người mà trước đây có hôn nhân mà họ cho là nó không thành, giảm bớt đi. Và cái đề nghị thứ hai trong đó là trong vòng 45 ngày nên làm cho nó xong. Và chúng tôi có tìm hiểu thì thấy cái thủ tục đi rất là nhiều và qua nhiều cái nhiêu khê lắm. Và hôm nay chúng tôi phỏng vấn Linh Mục Việt Peter Hồ qua cái đề tài này. Xin chào cha. Vâng, chào anh Đỗ Dũng cũng như xin chào tất cả quý khán giả của Đài Báo Người Việt. Vâng. Thưa cha, đầu tiên phản ứng của cha như thế nào đối với cái gọi là đề nghị hay là cái huấn thị của Đức Giáo Hoàng ngày hôm qua? Là xin cảm ơn anh, là những cái lời quyết định của Đức Thánh Cha hôm qua, ngày thứ ba hôm qua. Một là một người làm trong tòa án của giáo phận, thứ nhất về phương diện của giáo dân là một vị mục tử, một linh mục, thì tôi cảm thấy là một cái điều rất là tốt, là hay, bởi vì ngài qua cái giáo hội mang người ta qua cái thủ tục này, quyết định này có thể mang cho giáo dân trở lại với giáo hội, đặc biệt là cảm nghiệm được cái tình thương của người cha là vị mục tử tốt lành. Nhưng đồng thời những cái quyết định của ngài nó cũng ảnh hưởng đến cái công việc, cái cấu trúc của tòa án giáo phận rất là nhiều. Thứ nhất là công việc chúng tôi sẽ làm nhiều hơn, dĩ nhiên vậy, là khi mà việc nó ngài quyết định như vậy thì chúng ta là những người theo ngài, theo bề trên của mình thì sẽ làm nhiều hơn. Nhưng đây cũng là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rằng cần nên giúp đỡ, hiểu được cái tâm ý của Đức Giáo Hoàng, phải hiểu được cái con người của ngài, cái con người của ngài trước khi ngài thăng chức Giáo Hoàng. Ngài là một giám mục ở Buenos Aires, Argentina, một giám mục mà đi sát với những người nghèo. Khi mà ngài được bầu giáo hoàng, ngài chọn là tên giáo hoàng của ngài, tông hiệu của ngài là Francisco, theo gương của thánh Francisco Assisi khó nghèo. Kiểu là cái cuộc đời của ngài, cái giáo triều của ngài sẽ phản ánh lại cái con người, cái tấm gương của thánh Francisco. Khi là một vị mục tử cho tổng giáo phận Buenos Aires, bây giờ là một vị giáo hoàng, là một vị mục tử cho giáo hoàng hoàn cầu, ngài muốn tất cả mọi người cảm nghiệm được cái tâm linh, cái linh đạo của Thiên Chúa qua thánh Francisco Assisi, nghĩa là ngài muốn cho người ta cảm nghiệm được cái tình thương của Thiên Chúa là một người cha tốt lành. Cho nên cái tông huấn này, cái lá thơ tông huấn được viết ra mục đích là đưa giáo dân trở về cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa. Chắc chắn hôm qua con cũng hỏi rất nhiều người, và hầu hết trên thế giới là con theo dõi tin tức ai ủng hộ này hết. Nhưng mà người ta nói là để mà thay đổi một cái cơ cấu đó, nó đã có từ bao nhiêu ngàn năm nay, rất là khó mà dễ, không chỉ trong sớm một chiều mà ta có thể làm được. Và như vừa rồi cha có nói đến cái chuyện là cha sẽ phải làm nhiều việc nhiều hơn, các nhân viên của cha sẽ làm việc nhiều hơn để tăng tốc để cái này. Thì thưa cha, trong những ngày tới làm sao cha giải quyết điểm này? Liệu cha có mướn thêm người hay là vội vã làm những hồ sơ này cho nó gọi là cho có để kịp với cái theo ý định của cháu Hoàng? Chuyện đó nó sẽ như thế nào thưa cha? Những cái gì ngài nói đây là cái ước muốn của ngài. Vâng. Nhưng phải hiểu rằng trong cái cấu trúc của giáo hội, Đức Giám mục bản quyền địa phương là cái người quyết định. Trong cái bức tâm thơ này, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bao nhiêu lần lặp lại là xin giao cái trách nhiệm này cho đấng bản quyền địa phương, đó là Đức Giám mục địa phương cũng như hội đồng giám mục tại cái vùng đó, cái nơi đó, xứ sở đó. Dĩ nhiên trong những ngày tới đây chắc có lẽ chúng tôi, các cha làm việc trong văn phòng này, sẽ gặp với Đức Cha để họ thảo ra một cái đường hướng nào để giúp cho công việc xin tiêu hôn phía bên giáo dân trôi chảy một cách tốt đẹp hơn. Và dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không biết vấn đề nó ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của giáo phận như thế nào, nhân viên như thế nào, thì cái việc này chúng tôi cần phải bàn thảo thêm với Đức Giám mục địa phương này, Đức Cha Kevin Van. Thưa cha, nếu mà Đức Giáo Hoàng không đưa ra tâm thư này, vẫn cứ để nguyên cái tốc độ hiện nay trong vấn đề tiêu hôn, tức là có những người họ vì lý do đó họ không sống chung với nhau được, hoặc là trước cái cuộc hôn nhân nó đã có những cái sự là không trung thực
thì là đủ tiêu chuẩn tiêu hôn, nhưng mà vẫn phải đi qua một số thủ tục mà trước giờ các vị linh mục làm. Nếu Đức Giáo Hoàng mà không có tâm thư này mà chúng ta vẫn tiếp tục giữ như vậy thì liệu có phải đó là cái cách mà làm cho một số giáo dân xa rời giáo hội mà bây giờ Đức Giáo Hoàng phải sửa lại để kéo họ lại không? Có phải như vậy không Đức Giáo Hoàng? Thưa anh, thì trước khi để mà trả lời câu của anh đó, liệu người ta có vì cái thủ tục rườm rà này người ta bỏ đạo hay không, thì thật sự với anh, cái vấn đề là như thế này. Trước hết phải hiểu rằng là những cái luật lệ này, những cấu trúc ra, những cái thủ tục của giáo hội được đề ra để bảo vệ cái quyền lợi của cái người xin và cái người bị đơn, người xin đơn và cái người mà bị đơn đó. Nếu dựa vào cái này, một trong những cái khuyết điểm của cái một yếu điểm nhưng không phải là khuyết điểm, có thể là nó tạo ra một cái khó khăn cho tòa án địa phương, đó là nếu mình làm lẹ quá, mình chỉ tập trung vào cái người xin đơn thôi, vậy thì cái người bị đơn, cái quyền lợi họ như thế nào? Cho nên mặc dù Đức Giáo Hoàng này nói ra như vậy, cái tâm tư của ngài muốn cho giúp cho giáo dân trong cái tiến trình xin tư hôn nó trôi chảy một cách lẹ hơn, nhanh hơn, nhưng đồng thời ngài cũng nhắc nhở đến là phải chú ý đến cái quyền lợi. Cho nên tất cả cũng không phải là hoàn toàn 100% chắc chắn, nhưng nó có lẽ thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi hồ sơ nữa. Ở đây chúng tôi muốn nhắc là cần phải bảo vệ cái người bị đơn nữa, đây là cái quyền lợi của họ. Nếu cái người xin đơn là một người xin với một cái tâm ý không có trung trực, không có thật thà, liệu mình áp dụng vào cái này theo luật pháp không, thì mình có thể làm thế nào mình có thể là bảo vệ được cái người bị đơn, quyền lợi của họ là một, cũng là một người con của giáo hội. Đây cha nói luật pháp là luật pháp của giáo hội chứ không phải luật pháp ngoài đời, đúng không? Tôi luật chỉ pháp ngoài đời không liên quan gì, không liên quan gì hết, cái này không liên quan gì hết. Cái này chỉ tháo gỡ tất cả những cái bí tích, cái việc bí tích trong giáo hội, quyền lợi của giáo hữu trong giáo hội mà thôi. Có nghĩa là cái ly dị ngoài đời nó không liên quan chuyện này. Không. Nhưng mà tùy theo, chẳng hạn như những cái nước Âu Châu, chẳng hạn như nước Ý, ngày hôm nay cái quyết định của giáo hội có ảnh hưởng đến quyết định ngoài đời. Nó khác với giáo hội bên Hoa Kỳ này. Bên Hoa Kỳ mình có sự tách biệt giữa phần đời và phần đạo. Thì cho nên trước khi mà họ xin tiêu hôn, bên Hoa Kỳ này cần họ phải có giấy tờ ly dị trước, ngoài đời trước. Tại vì muốn không muốn họ phải đi vào cái tình trạng đó là đa thê bảy thiếp. Theo cái kinh nghiệm của cha làm ở cái công việc này, giống như là một cái người thẩm phán, vâng, trên thực tế cha làm thẩm phán, vâng, về những tòa án hôn nhân của giáo phận Oren này, vâng, thì thưa cha, liệu cái đề nghị của Đức Giáo Hoàng hay là huấn thị Đức Giáo Hoàng yêu cầu làm một vụ tiêu hôn trong vòng 45 ngày thì có thực tế có đạt được không thưa cha? Thật sự nếu mà đọc kỹ cái văn kiện đó, nó một vài trường hợp nó đúng, không phải trường hợp tuyên bố hôn nhân bất thành có thể làm trong 45 ngày. Tôi nghĩ rằng cái điều mà ngài muốn nói đến là một cái những cái hồ sơ 45 ngày là chẳng hạn như ân sủng của Thánh Phaolô, những người xin cưới cùng với người không cùng tôn giáo, hay là những người công giáo mà đã lập gia đình rồi nhưng mà không có cái cử hành cái nghi thức trong nhà thờ. Mình tiếng Anh nó gọi trong này gọi là documentary process cases, những hồ sơ về giấy tờ thôi. Thì dĩ nhiên mình sẽ làm chắc chắn là dưới 45 ngày. Tại giáo phận này, những hồ sơ ngoại trừ cái ân sủng của Thánh Phaolô thôi, còn những cái vấn đề khác chẳng hạn như người công giáo mà cưới người đám cưới không ở trong nhà thờ thì chúng tôi làm rất là lẹ. Vâng. Còn một hồ sơ mà theo như mà tiêu hôn, như tiêu hôn may, là theo công bố một tiêu vâng, hôn nhân bất từ lúc đầu cho đến lúc cuối đó, thưa cha, theo kinh nghiệm cha ở giáo phận Oren này nó mất khoảng bao lâu? Thì tùy theo thật sự, ở ngoài đời người ta xin ly dị nó tốn tới thì có 10 tháng cho tới trở lên, ở ngoài đời thôi. Trong giáo phận tại Quận Cam này, từ lúc mà chúng tôi làm ở đây thì cá nhân tôi cũng đã cải tổ cái hệ thống làm việc của văn phòng này rất là nhiều. Và chúng tôi nói rằng là nếu tất cả mọi tiến trình nó trôi chảy một cách theo cái ao ước mà tôi đề nghị ra, tôi vạch ra, thì có thể trong vòng một năm hay là dưới một năm rưỡi. Còn cái sự nó dài hơn là do cái sự cộng tác của người nhân chứng, cái người bị đơn hay cái người xin đơn nữa, chẳng hạn như người xin đơn họ đến với giáo xứ, họ xin cái đơn họ gửi lên, nhưng mà khi chúng tôi liên lạc với họ, họ không trả lời là làm sao chúng tôi làm được, hay là chúng tôi xin bây giờ cho tôi thêm nhân chứng
mà không ai nhân chứng chịu làm chứng hết thì cũng khó. Cho nên cái thời gian chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không có thể cho một cái câu trả lời là thời gian này tới thời gian này là xong, tại vì tất cả nó lệ thuộc vào sự cộng tác của người xin đơn, nhân chứng và bị đơn. Còn phía bên tòa án, tôi dám khẳng định rằng là khi hồ sơ xong đến đâu, tôi bắt buộc thư ký của tôi phải làm ngay lập tức, ngay lúc đó, chứ không có thể mà ngồi trên hồ sơ, giữ hồ sơ đến tuần, hai tuần, không có chuyện đó được. Ở đây tôi rất là kỹ trong vấn đề này. Tòa án ngoài đời á, người ta có cái lệnh trong bao nhiêu ngày anh phải nộp. Ở đây cũng vậy. Có lệnh không? Có chứ. Nếu người ta không nộp thì mình làm gì ra? Thì có được. Tôi cảnh cáo họ, khuyến khích họ trước, xong rồi là anh thiếu cái này, chị thiếu cái kia. Xin làm ơn cung cấp cho chúng tôi. Nếu mà sau lá thư thứ nhất, thứ hai họ không có trả lời, chúng tôi có thể lá thư thứ ba nói là làm không trả lời thì trong vòng bao nhiêu ngày thì chúng tôi sẽ treo hồ sơ chẳng hạn như vậy, hay là chúng tôi sẽ gửi hồ sơ, trả hồ sơ lại. Thì chúng tôi có những cái biện pháp đó, bởi vì nếu mà chúng tôi không có những biện pháp như vậy, không cứng rắn như vậy thì hồ sơ nó chồng chồng với nhau. Chúng tôi ở đây không có, anh thấy một cái tòa lầu như vậy mà biết bao nhiêu văn phòng, chỗ đâu mà chứa hết những hồ sơ này nếu người ta họ không có trả lời cho mình. Tỷ lệ cái người mà giáo dân ở đây xin tiêu hôn theo như cha nó khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì một năm tại giáo phận này chúng tôi nhận được nhận hồ sơ và nhận hồ sơ, nếu mình có cái thẩm quyền đó mà xử nhận khoảng chừng 200 trên hai khoảng 230 hồ sơ, gần 240 hồ sơ. Nhưng mà giải quyết, bởi vì ở đây những người chuyên môn về bằng cấp giáo luật thì rất là hiếm, cho nên chúng tôi có khoảng 5 vị thẩm phán ở đây. Ở đây cá nhân tôi là thẩm phán duy nhất, chánh thẩm phán và thẩm phán duy nhất không cần phẩm thẩm phán phụ. Thì chúng tôi giải quyết được với 5 vị thẩm phán như vậy, chúng tôi giải quyết được khoảng 180 hồ sơ. Coi như vẫn còn 50 hồ sơ gọi là tồn đọng. Tồn đọng, nhưng mà những hồ sơ tồn đọng lại là tại vì họ không có theo dõi hồ sơ gì. Khi con viết cái bài ra và hôm qua cái tin mà Vatican biết trong hàng đưa ra, có một số người họ nói thế này: sao mà tiêu hôn công giáo khó quá, thôi chúng tôi bỏ đạo cho rồi, chúng tôi bây giờ chúng tôi đã không sống rồi, chúng tôi chỉ xin để chúng tôi phù hợp với giáo, không giáo tôi bỏ rồi. Là một linh mục, là một thẩm phán trong cái tòa án này, đồng thời cũng là một linh mục, một cái người gọi là mục tử của Chúa, có nhiệm vụ đi truyền đạo và gia tăng cái số gọi là thợ gặt ở ngoài đồng này khác. Linh mục nghĩ thế nào về cái chuyện này? Vâng, thưa anh, chúng tôi cũng đã đề cập cái vấn đề này khi chúng tôi cộng tác viết cuốn sách với cha Nguyễn Khắc Hy trong cái vấn đề hôn nhân và gia đình. Thì tôi viết qua cái đề tài cái vai trò của tòa án hôn phối trong giáo phận. Chúng tôi biết rằng là một số người họ cũng có những tư tưởng như vậy. Nhưng mà khi họ vào trong cái tòa án rồi, khi gặp mặt tôi rồi đó, thì họ thấy một cái khía cạnh khác, là ở đây thật sự giáo hội không phải là cái người tạo ra cái khó khăn. Thật sự cái nghĩa mà chúng tôi muốn nói đây là khi mà hai người họ quyết định quen nhau, cưới nhau, chúng tôi đâu có mặt ở đó đâu mà tạo khó khăn. Chúng tôi đâu có ép họ cưới đâu, đúng không? Chứ hẳn như vậy. Cho nên khi họ nghe tôi nói rằng là xin lỗi anh chị đừng bao giờ cho giáo hội là khó khăn, tại vì giáo hội không có ép anh chị mà cưới, không ai đặt cái xuống hay lấy dao hay bẻ tay là tới phải cưới người này, bắt phải cưới người này, chúng tôi không có làm chuyện đó. Những quyết định mà họ làm mà nó sai trái thì nó đi sai. Ngày hôm nay xin giáo hội giúp thì giáo hội giúp. Anh cũng biết rằng là như tôi vừa nói hồi nãy, giáo hội không có đủ nhân sự để mà giải quyết những vấn đề, rồi những cái thủ tục của nó để bảo vệ cái quyền lợi của tất cả mọi người trong cái tiến trình này nó kéo lâu dài nữa, nói chung là sự cộng tác. Cho nên nếu mà họ nói rằng giáo hội khó thì tôi nghĩ rằng họ đã sai lầm, bởi vì chúng tôi không có tạo cái việc này ra cho họ. Thật sự vậy, chúng tôi muốn cố gắng, thật sự cái tấm lòng của một vị mục tử là cố gắng giúp cho họ được trở về với Thiên Chúa, để mà họ sống tốt lành với Thiên Chúa. Đó là mục đích của chúng tôi. Một cái điều chúng tôi muốn nói lần cuối cùng ở đây trong cái tư tưởng này, anh có nói rằng đi ra ngoài mục tử để mà giúp đỡ họ. Khi chúng tôi vào đây trong 4 năm đầu tiên, chúng tôi không có đi ra ngoài cầu quần chúng. Một số như Đức Thánh Cha, Đức Cha Martin Lương, một số các cha lo cái đài radio, TV của Việt Nam mời tôi lên đài nói chuyện, nhưng mà tôi rất là ngại. Bởi vì lúc đó tôi muốn tập trung để mà giải quyết một số hồ sơ ứ động của Việt Nam. Ngày hôm nay hồ sơ Việt Nam không còn bị ứ động nữa. Cái là họ nộp 24, chúng tôi đang làm ngày hôm nay. Nghĩa là trong vòng 10 tháng sau chúng tôi vẫn đang làm xét xử những hồ sơ. Như sáng hôm nay chúng tôi đã phỏng vấn một anh nộp hồ sơ năm trước, nghĩa là không còn ứ động như mấy nơi khi mà 7 năm trước khi tôi vào đó là 3-4 năm, nhưng mà ngày hôm nay thì là họ nộp 14, thì đa số của nó là 85% đến 90% hồ sơ được giải quyết trong vòng 1 năm, nghĩa là năm sau
theo những thủ tục, hoàn tất hết những thủ tục thì chúng tôi giải quyết được trong vòng 1 năm hoặc kéo dài hơn, cao lắm là 14 tháng thôi. Câu hỏi cuối với cha, cha có điều gì nhắn gửi gọi là giáo dân Việt Nam mình qua cái quyết định của Đức Giáo Hoàng, cha có cái lời nhắn gửi không? Dạ có, xin cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi này. Thật sự Đức Thánh Cha muốn tất cả mọi người hãy cảm nghiệm được cái tấm lòng tình yêu của Thiên Chúa. Và cái năm thánh kế tới đây, Ngài đặt cái năm thánh này là năm lòng thương xót của Chúa. Hãy đến với Thiên Chúa, đừng bao giờ sợ, đừng có nghĩ rằng giáo hội khó, giáo hội không kết án ai cả, giáo hội lúc nào cũng sẵn sàng cởi mở. Dĩ nhiên có những, trong cái sự cởi mở này, trong cái tình thương yêu thương này, mình phải có những cái luật lệ của họ, gia có gia quốc, pháp có quốc, có cái luật lệ của họ riêng, gia đình vậy cũng có những luật lệ kiểu luật riêng của họ. Thì giáo hội dĩ nhiên có những cái thủ tục này để giúp bảo vệ giáo hội khỏi không có thiên vị ai và người ta không có lạm dụng ai cả, nhưng đồng thời giáo hội muốn mời gọi, và tôi cũng mời gọi tất cả những ai đang nằm trong cái trường hợp này, đừng có ngần ngại liên lạc văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi đưa thẳng cái số điện thoại luôn, ở đây là 714-282-3000.